đoàn tàu chiến thắng đã về đến ga Belarus ở thủ đô Moscow. Sau hành trình dài dọc theo tiền tuyến, đi qua gần 40 thành phố của nước Nga. Con tàu là một bảo tàng di động độc đáo với 8 toa tàu, khoảng 150 nhân vật điêu khắc và hàng trăm hiện vật được sắp đặt theo nhiều chủ đề xuyên suốt về số phận con người, về cuộc sống, về những năm tháng chiến tranh khốc liệt của 80 năm về trước. Không ai có thể thờ ơ khi đi qua đây. Chiến tranh là nỗi đau của cả đất nước. Không có một gia đình nào không có người ra đi trong cuộc chiến tranh ấy. Em ấn tượng bởi cách bài trí, hình ảnh, âm thanh và còn có thể cảm nhận được mùi. Mọi thứ được làm rất tỉ mỉ. Đoàn tàu chiến thắng là một công trình lịch sử quy mô lớn của Nga, được hoàn thành vào tháng 10 năm 2020, nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức. Điểm đặc biệt của dự án này là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các sự kiện lịch sử trên những hồi ức có thật. Chúng tôi sử dụng nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại, kết hợp âm thanh và ánh sáng sân khấu, tất cả để tạo ra không gian chân thực, để mọi người cảm nhận sự khốc liệt của chiến tranh, để hiểu và nhớ điều đó quan trọng như thế nào. Ngày chiến thắng, ngày trở về không phải của tất cả. Cuộc chiến tranh tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của gần 27 triệu người con Xô Viết. Niềm vui và những nỗi đau vẫn là điều được nhắc nhớ đến hôm nay. Đi qua 8 toa tàu là đi qua 1.418 ngày đêm của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại với những cảm xúc rất là chân thực về sự mất mát và hy sinh của những người đã làm nên chiến thắng. 76 năm trước, đoàn tàu chiến thắng đã trở về đây, trên chính sân ga này. Và ngày hôm nay, những chuyến tàu lịch sử vẫn đi trên khắp nước Nga, mang những bài học về chiến tranh, về lòng yêu nước và tinh thần chiến thắng.